Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai của tôi. Lúc này kênh Nai của tôi đang có mặt trên đường Ngô Quyền. Khu này thuộc khu phố 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2024, gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về cung đường dẫn đến một cây cầu mà mọi người hay gọi là cầu cụt. Nhiều người thì gọi với cái tên khác là cầu chùm mền hoặc là cầu không lối thoát quý vị. Thời điểm này là 2 giờ 30 buổi trưa quý vị. Ở khu vực chỗ này là đường dẫn đi vào đình An Hòa, vào khu chợ Bến Gỗ. Phía bên tay phải màn hình của các bạn có một cái khu chợ họ bán dọc hai bên đường. Từ khu vực ngã ba mình vừa đi vào thì mất khoảng 4 cây số mình sẽ đến khu Aqua City. Và đi khoảng thêm 500 mét nữa mình sẽ đến cây cầu. Cây cầu có tên là cầu Vàm Cái Sức quý vị. Quý vị nhìn thấy anh này anh chạy xe anh chở rau nè. Xe này anh độ cho nên là quý vị thấy anh chạy rất là mạnh, rất là khỏe. Sau khi đi qua khỏi khu chợ nhỏ thì lúc này kênh Nai của tôi đã có mặt tại khu ngã ba, một đường đi vào chợ Bến Gỗ quý vị, một đường đi vào đình An Hòa. Quý vị nhìn ở phía bên tay phải có một cái bảng chỉ dẫn, cái mũi tên đi vào hướng tay trái là đi vào đình An Hòa, vào hướng tay phải sẽ đi vào chợ Bến Gỗ và sát chợ Bến Gỗ là đền thờ Quan Thánh Đế. Vừa rồi thì tại đền thờ Quan Thánh Đế tổ chức lễ hội Xô Giàn Dực Vàng rất là lớn quý vị. Lễ hội thường 3 năm tổ chức một lần. Và như quý vị biết là do tình hình dịch Covid nên lễ hội 6 năm rồi mới tổ chức lại. Và đây là cái cầu An Hòa 1 quý vị. Bên phía bên kia là cầu An Hòa 2. Cầu An Hòa 2 là tuyến đường Hương Lộ 2 nối liền từ ngay chỗ công ty xin lỗi quý vị, nối liền từ bệnh viện Sinmac. Và chúng ta đi vào cái tuyến đường Hương Lộ 2 này. Sau này khi mà hoàn thành xong tuyến đường Hương Lộ 2 với chiều dài 17 km thì sẽ nối liền ra khu cầu Vàm Cái Sức quý vị. Qua khỏi cầu An Hòa 1 đi một đoạn nữa thì quý vị chúng ta sẽ bắt gặp khu Long Hưng City. Đây là phía bên phải, đây là khu tuyến đường Hương Lộ 2 đó quý vị. Sau khi đi qua khỏi cầu An Hòa 1 100m thì lúc này quý vị nhìn phía bên tay trái là khu Long Hưng City. Ở khu vực chỗ này cũng thuộc xã Long Hưng đó quý vị. Dọc bên đường bên tay phải màn hình của các bạn có một số cửa hàng họ bán nước uống, rồi xuống phía dưới thì có một số cửa hàng họ bán cá, buổi chiều họ bán cá, bán tôm, bán mực. Đi được 100m thì gần đây của tôi đã đến đường rẽ đi vào khu lò phấn quý vị. Ồ, đây có một con bò nó đi giữa đường quý vị, rất là nguy hiểm. Những con bò mà đi giữa đường như vậy, xe hơi mà đi không khéo mà đụng vào rất nguy hiểm quý vị. Cả Đồng Nam của tôi sẽ đi qua khỏi hai cây cầu là đến cây cầu thứ ba là cầu Vàm Cái Sức. Sau khi đi qua khỏi cây cầu thứ nhất được 100m thì lúc này cầm này của tôi đã đến ngay chỗ khu vực Izumi City. Khu này là những khu mà họ có những cái ngôi nhà liền kề, những cái khu nhà rất đẹp quý vị. Sau khi mà xong tuyến đường Hương Lộ 2 cũng như là khu này các cái công trình xây dựng xong thì sẽ rất là đẹp quý vị. Từ đây mình đi qua khỏi cái cầu thứ hai là mình vào khu Aqua City.
Và trước màn hình quý bạn đó chính là cây cầu thứ hai, cây cầu nối liền qua khu Aqua City. Và đứng đây mình nhìn ở phía bên tay phải mình sẽ thấy khu Winhome quận 9 quý vị. Khu Winhome quận 9 nằm ở phía bên tay phải màn hình quý bạn, những cái tòa nhà cao tầng đó là khu Winhome quận 9. Đi được khoảng hơn 100m thì lúc này cầm này của tôi đã có mặt tại khu Aqua City. Đây là một cái khu họ xây những ngôi nhà biệt thự rất là đẹp quý vị. Và giá nhà ở đây cũng rất là cao. Quý vị nhìn những căn nhà ở phía bên tay trái màn hình quý vị đó, là những căn nhà rất là đẹp hướng ra mặt tiền bên ngoài đường, khu đối diện với lại sông Đồng Nai. Nhìn qua phía bên kia là khu Winhome quận 9. Các tuyến đường ở đây cũng hoàn thiện khoảng 70% rồi quý vị. Ở khu Aqua City này hiện nay có một số khu mới phát triển thêm quý vị. Như bên tay trái màn hình quý bạn có trung tâm thương mại. Đi xuống phía dưới là khu cà phê nhà kính 100 tỷ. Cũng như là có thêm những cái điểm vui chơi, ăn uống, những cái quán cà phê, rồi cơm tấm, rồi kem ý. Phía bên đây là một cái khu trung tâm thương mại đấy quý vị, Novamel. Khu này quý bạn đi ra đây vào giấc buổi chiều quý vị, lúc mà hoàng hôn giấc khoảng 4:30-5 giờ, thời điểm này là hơn 3 giờ là quý vị. Và bữa nay thì thời tiết không có được đẹp lắm, trời hơi mây mù và có nắng nhưng mà nắng không có gắt quý vị. Đứng đây thì mình nhìn thấy ở phía xa xa là một cái cặp cánh thiên thần, biểu tượng của Aqua City. Cần đồng nào của tôi sẽ zoom sát cho mọi người xem. Đứng ở ngay cặp cánh này chụp hình rất là đẹp đó quý vị. Nguyên cái khu Aqua City này nếu như quý bạn chụp hết toàn cảnh từ phía trên livecam nhìn xuống thì mình nhìn thấy giống như là một con phượng hoàng vậy quý vị. Phía bên tay phải màn hình của quý các bạn là quán cà phê nhà kính. Quán cà phê này thì mở cửa buổi sáng từ 8 giờ cho đến 4 giờ chiều quý vị, từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng thứ bảy thì mở cửa từ 7 giờ 30 cho đến 5 giờ 30 chiều. Đây quý vị, ở đây có một số cái quán mới này, quán cà phê này, xuống dưới đây thì có gà rán này. Rồi xuống dưới chỗ này thì có cơm tấm và mình vừa đi qua cái tiệm kem ý. Từ con đường này quý bạn đi khoảng 500m nữa là mình sẽ đến cầu Vàm Cái Sứt. Đường ở đây rất là rộng cho nên là rất là nhiều những chiếc xe họ tập lái quý vị. Họ ra cái khu đường này để họ tập lái xe. Thứ nhất là đường rộng, thứ hai là khu này nó cũng vắng, không có xe nhiều. Quý vị nhìn những cái khu quy hoạch này. Những khu này khi mà xây lên những cái ngôi nhà sẽ rất là đẹp, không thua gì ở Lopoland tại Phan Thiết. Phía xa xa thì có một chiếc xe hơi màu trắng đang tập chạy quý vị. Ở đây có nguyên một cái khu mà họ để cho cỏ mọc tùm luôn quý vị. Phía bên đây cũng vậy này.
Đến khu vòng xoay chỗ này thì cầu này của tôi tiếp tục đi thẳng vào phía xa xa trước màn hình của bạn, đó chính là đường dẫn đi vào cầu Vàm Cái Sứt. Để cân đồng nam cái tôi chạy sát cầu Vàm Cái Sứt quay cho các bạn cùng xem. Do cầu vừa được xây dựng xong quý vị, và phía bên kia cầu là đường cụt, cho nên là ở đây họ đã rào lại và không cho xe di chuyển qua. Quý vị có thể thấy là họ sử dụng hàng rào, họ rào lại. Và ngay chỗ kia có một cái biển báo là không phận sự, cấm vào. Những cái hàng rào thép gai này mà va vào chân rất là đau quý vị, có khi dắt chân luôn luôn. Để cân đồng nam cái tôi zoom lại cái bảng cho các bạn cùng xem. Ồ, zoom lại thì cũng không thấy gì quý vị. Chắc mình dừng xe ở đây, mình đi vào mình quay cho mọi người xem luôn. Tiếp tục thì cân đồng nam của tôi sẽ di chuyển vào trong cầu Vàm Cái Sứt quay cho các bạn cùng xem. Cái cầu này quý vị thấy là rất là mới nè, mới hoàn thành xong. Cho nên là mình nhìn thấy cái nhựa đường nó vẫn còn rất là mới. Lúc này là gần 4 giờ quý vị. Quý vị thấy là mặt trời đang chuẩn bị lặn. Mùa này thì mặt trời lặn nhanh hơn các cái tháng kia quý vị. Người ta hay nói là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Ở phía xa xa đó chính là cái bảng cầu Vàm Cái Sứt đó quý vị. Đây, cân đồng nam của tôi đã tới sát cái bảng cầu Vàm Cái Sứt km số 0 325 Hương Lộ 2. Và như quý bạn biết là cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông khởi công xây dựng vào đầu tháng 10 năm 2020, gói thầu số 4 với tổng chiều dài là hơn 649 m, trong đó phần cầu dài hơn 450 m, rộng 23,6 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng vốn đầu tư là gần 400 tỷ đồng. Dự kiến cầu Vàm Cái Sứt sẽ khánh thành trong quý tháng 1 năm 2024 và toàn bộ công trình vào tháng 4 năm 2024. Đây cũng là một trong những cây cầu nằm trong tuyến đường dự án của tuyến đường Hương Lộ 2. Tuyến đường Hương Lộ 2 thì có chiều dài là 17 km, là tuyến đường kết nối giữa quốc lộ 51 với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sau khi hoàn thành tuyến đường này, được kỳ vọng góp phần hoàn thành hệ thống giao thông trong khu vực, rút ngắn thời gian từ Biên Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, giảm tải cho quốc lộ 51 đang bị quá tải. Và trước màn hình quý bạn có thể nhìn thấy cây cầu Vàm Cái Sứt. Cây cầu có chiều dài là 649 m và bề rộng là 23,6 m. Cây cầu này thì nằm trên dòng sông Buông quý vị.
Quý vị các bạn đi đường quốc lộ 51 thì chúng ta sẽ bắt gặp cây cầu gọi là cầu Sông Buông, là cái phần từ cầu Sông Buông nối liền ra tới phía cầu Vàm Cái Sứt này đó quý vị. Vừa rồi thì Biên Hòa cũng bị ngập lụt nặng từ khu vực cầu Sông Buông đó quý vị, khu vực thuộc xã Phước Tân. Tiếp tục thì cầu này của tôi sẽ di chuyển xuống khu đường cụt, quay cho các bạn cùng xem. Qua khỏi hết cái phần mép cầu thì chúng ta sẽ thấy có một cái đoạn khoảng 20 m là một cái khu đường cụt, là qua phía bên góc bên kia là nguyên một cái ruộng với những cái cây ngày xưa quý vị. Đặc biệt là cầu này của tôi thấy ở bên tay trái đây có những cái cây bần này. Cây bần là rất là nổi tiếng tại khu vực miền Nam. Vùng mà nổi tiếng trồng cây bần là vùng Bến Tre. Ngoài dừa thì những cái cây bần dại này ở Bến Tre cũng rất nhiều quý vị. Có một điểm đặc biệt là những con cá bông lau rất thích ăn những trái bần chín, cho nên là người ta hay sử dụng những trái bần chín để câu cá bông lau đó quý vị. Đi đến sát cái mép cầu này là quý vị thấy là phía xa xa là đường cụt rồi quý vị. Mọi người hay gọi cái cầu này là cầu trùm mền hay là cầu không lối thoát. Phía dưới đây cũng có một cái bảng nè quý vị này. Cái bảng này ghi chữ cầu Vàm Cái Sứt. Km số 0 cộng 777 Hương Lộ 2. Quý vị nhìn qua phía bên đây nè, ngay góc bên tay trái đây có cây bần nè, rồi phía xa xa đây có cây hoa màu vàng. Hoa này không biết tên gì quý vị, nghe mấy bạn nói là cái cây hoa này để trị bệnh gan hay sao quý vị. Mùa này thì cây hoa này nó nở rộ và rất đẹp quý vị. Nguyên cái khu vực chỗ này hoa nở vàng hết luôn rồi quý vị. Nhìn giống như những cánh đồng hoa mà hiện nay đang rất là hot tại Đức Trọng cũng như là tại Đà Lạt quý vị. Đó là hoa dã quỳ. Quý vị nhìn phía đường ở bên đây là đường cụt rồi nè. Bên tay phải thì cần nào kia tôi thấy họ trồng chuối nè, thì trồng sầu riêng, trồng mít. Đến cái đoạn này là đoạn đường cụt rồi quý vị. Để cân đồng lao cho tôi quay cái hoa này cho cả nhà cùng xem. Cái hoa nhìn rất là đẹp, nó có hai màu quý vị, màu vàng với lại màu cam. Đấy, quý vị nhìn này, rất là đẹp. Không thua gì hoa dã quỳ tại Đà Lạt ha quý vị. Nếu như nguyên cái khu này mà nó nở vàng rộ giống như một cánh đồng vậy thì cũng rất là đẹp. Tiếp theo thì cầm này của tôi xin mời các bạn cùng nhìn ngắm toàn cảnh khu vực cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông, với hình ảnh cân đồng nam của tôi quay ở cái góc cao hơn, góc quay FPV. Cành trái non thơm ngọt nóng thôn đồng ruộng rộng rông thác đá hàn vàng tiếng reo nước chảy mát lành sông sâu Đồng Nai quê hương ơi mến thương bao nhiêu đêm ngày trong trái tim tôi đây nơi đây hạnh phúc ngàn đời vườn quốc gia Cát Tiên cảnh quang đẹp lắm vô biên khu du lịch vườn xoài vui chơi trà cười mãi văn miếu trấn biên xưa lịch sử vang đồng đó biết bao nhiêu là kỷ niệm đồng lại nơi này mãi 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 Đồng Nai quê hương ơi dấu yêu in sâu tiếng cười những nơi tôi
lòng phèn cháy ngon thơm ngọt, nóng thôn đồng ruộng rộng rộng, thác đá hàn vàng kiếm reo, nước chảy mát lành sóng sâu. Đồng Nai quê hương ơi, mến thương bao nhiêu đêm ngày, trong trái tim tôi đây, nơi đây hạnh phúc ngàn đời. Vườn quốc gia Cát Tiên, cảnh quang đẹp lắm vô biên, khu du lịch vườn xoài vui chơi và cười mãi. Vườn quốc gia Cát Tiên, cảnh quang đẹp lắm vô biên, khu du lịch vườn xoài vui chơi và cười mãi. Vườn quốc gia Cát Tiên, cảnh quang đẹp lắm vô biên. Và ngày hôm nay thì kênh này của tôi gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất cung đường đến một cây cầu gọi là cầu không lối thoát, cầu Vàm Cái Sức. Đến đây thì kênh này của tôi xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bạn ở những video tiếp theo. Nếu như bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bạn ở những video tiếp theo.